thích cái người bạn gái của em như thế nào? Thì em thích bạn nào cũng không gầy quá, đại thể là cũng có da có thịt và nhìn dễ thương hơn. Có cái là em cũng thích các bạn đeo kính, tại vì thực ra trước thì em cũng có đeo kính nhưng sau thì em có mổ cận. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích những người mà nói quá nhiều. Ăn nói tốt thì là lợi điểm. Nhưng nếu mà giả sử mà lúc cãi nhau mà cứ nói nhiều quá thì em lại hơi sợ, tại vì em cái khả năng chịu tiếng ồn hơi kém. Rồi. Chào em gái, trời có đeo kính. Xinh quá. Dễ thương. Dễ thương không? Bữa nay nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha. Dễ thương đó. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích con trai quá nhút nhát ạ. Em thích người mà bản lĩnh mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với cả những cái gì mà mình làm, kể cả công việc hay là gia đình hay là cuộc sống. Còn ngoại hình? Ngoại hình thì em thích giống anh Quyền Linh. Cũng được ạ. Cao, nhìn khỏe khoắn, mạnh mẽ và sẽ mang được cái cảm giác cho người phụ nữ là có cái sự an tâm hơn. Đây nhìn dễ nhìn ha, cao ráo. Có thể nhìn là mình có ấn tượng ngay. Dạ. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Rồi, bạn thân cho ý kiến nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào toàn bộ khán giả. Thì anh ở bên này thì nhìn khá là chín chắn, điềm đạm và hiền lành. Thì nghĩ là chắc là cũng là mẫu người có gia đình đó, nên là mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Có ám hiệu con này ngay bên phải nha. Ngay bên phải hả? Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy hả? Dạ, em đi với mẹ của em. À, trời ơi. Cô. Và đầu tiên là xin chào hai MC rất là duyên dáng, dí dỏm. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong phòng. Dạ, chào cô. Tham dự chương trình. Và hai con cũng tạo cái điều kiện để tiến tới xa hơn. Cảm ơn cô. Như vậy là trai. Em ơi, em giới thiệu về mình xem. Dạ. Lời đầu tiên cho em được xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và tất cả các khán giả đang ngồi xem chương trình ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thái Hậu. Năm nay em 30 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng và tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Trời, hôm nay bên nhà tôi hơi bị chảnh nha ông Quyền Linh. Đừng bên đó Thái Hậu, bên đây chắc cũng Ngọc Hoàng à. Mời em trai. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, dạ gia em. Đình bạn Thái Hậu và toàn thể khán giả của chương trình bạn muốn hẹn hò. Em tên đầy đủ là Hoàng Minh Hòa. Dạ, em họ Hoàng. Năm nay là 36 tuổi. Thì em làm công việc làm về công nghệ thông tin cho một ngân hàng lớn ở Sài Gòn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Hòa? Điểm yếu của em thì là tán gái hơi kém. Còn điểm mạnh thì em là người thích nghiên cứu, thích tìm hiểu. Em thích tìm hiểu về mọi thứ và đặc biệt là những thứ em thích. Thơ ca này, hát này, thích du lịch. Cái điểm yếu là hơi bị nhát gái thôi, đúng không? Còn em? Em thì điểm mạnh của em thì em rất là dễ thích nghi với môi trường, suy nghĩ tích cực. Thì điểm yếu của em là thỉnh thoảng đôi khi hơi nóng tính. Và cũng... Em vậy mà nóng tính đó hả? Dạ, thỉnh thoảng chị. Với lại là hơi hay quên. Cái lúc em nóng quá thì em làm gì? Dạ. Đập bàn, đập ghế hay chửi? Không, 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 không. Hồi trước lúc nóng tính thì em hay quạo quọ thôi. Còn bây giờ thì mỗi lần mà em cảm thấy là trong người không ổn thì em sẽ nói trước với mọi người. Hôm nay em không có được vui lắm, mọi người đừng có chọc em. Là thôi. Hay á, nếu mà ai nào biết nóng trước mà cảnh báo trước là hay đó. Vâng ạ. Đường tình duyên thế nào? Em thì có hai mối tình ạ. Mối tình đầu thời sinh viên và mối tình là lúc đi làm. Lúc đi làm là được bao nhiêu năm? Khoảng mấy tháng thôi. Ở chia tay nay được bao lâu rồi? Cũng được 4 năm ạ. Lý do mà hai bạn chia tay nhau mới quen mấy tháng mà chia tay? Bạn ấy có người thứ ba. Trời ơi, mới được mấy tháng mà đã có người thứ ba hả bạn này? Và 4 năm nay là em quyết định không yêu ai nữa. Không phải quyết định không yêu ai mà mình chưa tìm thấy người phù hợp. Rồi em trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình ạ. Dạ, một mối tình là thời sinh viên. Và sau đó thì em có thêm một mối tình nữa. Thế cũng một bạn học ngoại ngữ. Và sau đó cũng đã chia tay rồi. Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Thực sự là em thích các những bạn mà sống nhân văn. Tức là thiện lương ấy. Mà ít nhất là tốt được với em ấy. Và ngoài ra thì là bạn có ngoại hình nữa.
thì thực ra thì em thấy cái ngoại hình thì thực ra lại dễ, nhưng mà cái yếu tố mà tìm bạn nào mà đã trả chị mà nhân văn thì lại khó hơn à. Nên là cái đấy là yếu tố chính để mà chưa tìm được cái người phù hợp. Ngoại hình thì dễ tìm nhưng yếu tố nhân văn mới khó tìm. Dạ. Nếu mà nói về ngoại hình thì em sẽ thích cái người bạn gái của em như thế nào? Thì em thích bạn nào cũng không gầy quá, đại thể là cũng có da có thịt và nhìn dễ thương hơn. Có cái là em cũng thích các bạn đeo kính. Tại vì thực ra trước thì em cũng có đeo kính, nhưng sau thì em có mổ cận. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích những người mà nói quá nhiều. Ăn nói tốt thì là lợi điểm. Nhưng nếu mà giả sử mà lúc cãi nhau mà cứ nói nhiều quá thì em lại hơi sợ. Tại vì em cái khả năng chịu tiếng ồn hơi kém. Yeah. Rồi, chào em gái. Trời, có đeo kiến. Xinh quá, dễ thương. Dễ thương không? Bữa nay nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha. Dễ thương đó. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích con trai quá nhút nhát ạ. Em thích người mà bản lĩnh mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với cả những cái gì mà mình làm, kể cả công việc hay là gia đình hay là cuộc sống. Còn ngoại hình? Ngoại hình thì em thích giống anh Quyền Linh. Cũng được ạ. Cao, nhìn khỏe khoắn, mạnh mẽ. Đây, sẽ mang được cái cảm giác cho người phụ nữ là có cái sự an tâm. Anh bên hơn. Đây nhìn dễ nhìn ha, cao ráo. Có thể nhìn là mình có ấn tượng ngay. Dạ. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Rồi, bạn thân cho ý kiến nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào toàn bộ khán giả. Thì anh ở bên này thì nhìn khá là chín chắn, điềm đạm và hiền lành. Thầy nghĩ là chắc là cũng là mẫu người có gia đình đó. Nên là mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Có ám hiệu con này ngay bên phải nha. Ngay bên phải hả? Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy hả? Dạ, em đi với mẹ của em. À, trời ơi. Cô. Và đầu tiên là xin chào hai MC rất là duyên dáng, dí dỏm. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong phòng. Dạ, chào cô. Tham dự chương trình. Và hai con cũng tạo cái điều kiện để tiến tới xa hơn. Cảm ơn cô. Như vậy là chúng ta đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt. Mở rào. Hòa với Hậu, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Chào em. Chào anh ạ. Em gửi anh món quà. Quyển sách với lại cái biêu thiếp. Đây là cuốn sách có tựa đề là Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Anh cũng có món quà để tặng em. Dạ. Để tặng em hoa trước. Với lại anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Biết là anh gặp em thì anh thấy thế nào? Có ấn tượng gì không? Ừ thì anh thấy em nói chung về ngoại hình thì rất là giống với mẫu người anh mong muốn. Anh thì làm công việc về IT ấy. Không biết là em có thích những người mà làm về công việc về kỹ thuật như anh không? Có, em thích những người mà biết những cái gì mà em không biết. Về IT thì em không biết gì hết rồi. Em thì hay làm việc ở khu vực quận mấy nhỉ? Em hiện tại đang làm việc ở Tân Bình ạ. Tân Bình, thế cũng gần cho anh. Anh hiện tại thì làm việc ở khu vực quận 3, quận 1. Cũng tương đối là thuận tiện. Bữa trưa ăn cơm trưa văn phòng được mà, nếu mà gần nhau. Dạ, thuận lợi ha. Hồi nãy em thấy anh có nói là anh thích du lịch. Em thì cũng cực kỳ thích du lịch luôn. Vâng, thì thôi thì hy vọng nếu như mà mình có thể tiến xa hơn thì mình sẽ cùng đi du lịch, khám phá nhiều nơi hơn. Anh thì không những thích đi du lịch mà anh còn thích đi tìm hiểu về lịch sử văn hóa luôn. Vâng, em cũng vậy. Đồng điệu quá rồi. Bây giờ chúng ta giao lưu văn nghệ chút. Đúng đi rồi, cho giao nó... lưu văn nghệ. Nào, dạ. Giao lưu văn nghệ chút để cho nó phá tan vào không khí căng thẳng đi nha. Đúng rồi đó. Thế để em hát tặng anh trước nha. Nhưng mà do là nãy em có nói là em hay quên nên là lời em cũng không thuộc lắm đâu. Em chỉ hát một khúc thôi trong cái bài Gió đánh đò đưa. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng, anh đưa em về nhà. Gió đánh cành mà, gió đập cành mà, từng chiều em hát, anh chàng ấy nghe.
Còn anh thì cũng hát một cái bài nó cũng âm hưởng ngày xưa một chút. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng công trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên môi. Cảm ơn anh. Về đây đi bạn. Dạ. Bây giờ trước khi bấm nút thì chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và nói xem con tim của các bạn đang diễn ra thế nào, cảm xúc thế nào, các bạn muốn gì. 30 giây bắt đầu. Em cảm thấy rất là thoải mái khi mà nói chuyện với anh. Nói chung là cũng không có cái khoảng cách của hai người ban đầu gặp nhau. Em nghĩ là nếu như mà có cơ hội thì mình cứ tìm hiểu làm bạn, rồi xong tiến tới thì đến đâu thì mình sẽ tới đến đấy. Ừ, anh cũng thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà mình có thể ổn định. Yeah. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Kiểm tra con tim mình lại một lần nữa các bạn. Thật sự có rung động với nửa mảnh ghép đang đối diện của chúng ta hay không? Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định điều đó. Quyết định chưa nào? 2 3 Nắm tay đi các bạn. Bây giờ thế này nè em trai. Yeah. Có thể là ở đây chỉ có bạn, cô gái thôi. Yeah. Nhưng trên sóng truyền hình có ba mẹ, gia đình của bạn gái luôn. Yeah. Mình hãy nói với gia đình vài câu gì đi. Dạ, yeah. Thì xin phép gia đình bạn gái và cả bạn gái thì cho em có cơ hội để tìm hiểu. Và con cũng xin hứa là sẽ đối xử tốt với bạn nữ. Em nói một chút xíu gì về với mẹ đi. Dạ vâng. Mẹ của bạn trai đi. Con chào bác ạ. Con cũng xin phép bác cho chúng con được tìm hiểu. Bác nhìn thấy cái tà áo dài của con là bác đã thích lắm rồi. Rất là duyên dáng. Dạ. Đúng người phụ nữ Việt Nam. Dạ đó. Con giống bác á, nhìn rất là thích liền. Thôi, hãy làm thủ tục của các bạn đi. Đấy, đơn giản. Dạ, xin phép ôm em. Nào ôm và hôn. Ừ. Đấy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Còn bây giờ,